Dạ vâng, chào mừng tất cả bác đã quay trở lại với kênh youtube của Hoàng Mạn Audio Một kênh chuyên các loại phụ kiện âm thanh, các loại dây tín hiệu âm thanh hàng bài, hàng tuyển chọn nhé Và trong video ngày hôm nay thì bên em có DIY hai bộ dây loa Thương hiệu của nó là PROAC Hay còn gọi là ROPAC Dòng dây bãi của Anh Quốc nhé Thì dòng dây này thì bên em cũng về được rất là lâu rồi em có làm một video rồi và cũng có một số bác đặt và cũng đánh giá chất lượng âm thanh của loại dây này rất là tốt nhé đây và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết này dây thì nó có màu hồng nhé đây Ropac nó super long OFC loại của nó loại đồng OFC speaker, copper và dòng dây chống nhiễu một chiều. Nó chỉ điều hướng mũi tên như thế này nhé. Và khi các bác mua về thì các bác cắm theo điều hướng mũi tên, hướng đi ra là hướng đi ra loa, còn ở trong góc là hướng của âm ly. Và bây giờ em sẽ tắt cái loại này ra cho tất cả bác cùng xem. Thì đầu tiên khi cầm lên sợi dây này thì bên này em cảm nhận được thì dòng dây này nó rất là mềm, rất là mềm nhé. Đường kính của dây là 14 ly nha các bác, 14 ly nhé. Rồi và bây giờ em sẽ tiến hành tắt vỏ để cho tất cả bác cùng thấy được cái dòng dây này. Đây, lớp vỏ của nó rất là dày nhé. OFC là đồng OFC nhé. Và bên trong nó được bao bọc một lớp giấy như thế này. Một lớp giấy rồi đến những sợi vải như thế này nhé đây những sợi vải này thì nó có chức năng là chống nóng chống chống nóng cũng như là hút ẩm và cắt nhiệt nhé bên trong là nó có hai loại này hai loại này loại này tầm 3 ly rưỡi đến 4 ly rất là to nha các bác rất là to nhé và bây giờ em sẽ tiến hành tắt loại để cho tất cả bác cùng xem đây và đây là loại bên trong của nó này đồng rất là vàng rất là ống rất là tinh khiết nhé cực kỳ là chất lượng các bác với những dòng dây loại đồng như thế này thì nó sẽ cho chất âm sẽ đều ba dải như dải bát của nó sẽ sâu hơn mềm hơn và ấm hơn đây bên trong là những bó đồng như thế này những bó đồng riêng biệt và bên trong những bó đồng riêng biệt là hàng ngàn sợi đồng sợi đồng tơ mềm mịn như thế này đó Chất âm cực kỳ là hay nha các bác Được các bác đánh giá rất là hay Và dòng này bên em có bán theo mét nha một mét bên em để cho tất cả bác với giá là 210 ngàn 210 ngàn nha các bác Dây thì rất là mềm nha Rất là mềm Đó Và bên em có DIY Những đầu rắc cho tất cả bác nhé Bác nào có nhu cầu muốn đi đầu rắc thì bên em sẽ đi đầu rắc cho tất cả bác và bây giờ em sẽ giới thiệu một số loại đầu rắc Và đây là những chiếc rắc để cho tất cả bác DIY Là những đầu loại đầu rắc chất lượng Thì những dòng đầu rắc em tuyển chọn để cho nó thứ nhất là nó phù hợp với dây Thứ hai nó sẽ tăng độ tiếp xúc cho bộ dàn của chúng ta và dòng này bên em đang để cho tất cả bác với giá là 70.000 một cặp nha bác. 70 ngàn một cặp 35 ngàn một chiếc nhé Và thì theo yêu cầu của một bác Thì bên em có DIY Những bộ rác của VKBT, Dòng rác răng cưa Đó Cái này là bác sử dụng những bộ rắc này rất là mắc tiền Đó còn Các bác chơi thì Có thể sử dụng những bộ này Cũng rất là ok, rất là chất lượng rồi nhé Rất là chất lượng rồi đó thì số lượng thì em chắc tầm còn khoảng 30 m nữa thôi nha, 30 m. Đợt này dịch thì hàng cũng rất là khó về. Nên bác nào có nhu cầu muốn cải thiện chất âm, muốn bát của nó ấm, sâu, mềm, nghe nhạc vàng nhạc bolero chuẩn thì có thể tham khảo qua dòng dây này. Bên em thì có rất là nhiều loại dây chuyên dây nên giá cả cũng như là về độ đa dạng của bên em rất là nhiều nhé và bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em nhé Giá của rác bắp chuối này là 70 ngàn một cặp Còn dây này thì 210 ngàn một mét nha các bác Đó và số điện thoại Zalo duy nhất của em Là 0969 569 157 nhé Và các bác xem cân cũng Thì đăng ký cân Cũng như là ấn like để ủng hộ bên em Rồi em xin kết thúc video ở đây nhé Chào các bác hẹn các bác các video tiếp theo Xin chào